Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tô bức tranh về chiếc giày này với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô màu vàng vào dây. Sau đó mình sẽ tô màu cam vào chữ này. Sau đó mình sẽ tô màu tím. Sau đó mình sẽ tô màu xanh. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.